Trong buổi chiều ngày hôm nay, trời đã đổ mưa rất lớn và khiến cho các trận đấu ở loạt trận thứ hai phải tạm dừng. Bây giờ thì trời ngớt mưa, sân đã được dọn lại và ít nhất là điều kiện thi đấu cũng ở mức tạm tạm. Bóng đã bắt đầu lăn. Cú sút của Long Tốt Z không qua được rào ba, sút tiếp. Bóng lộn xộn ở trước khung thành. Sẽ có một quả đá góc cho các thủ TIG. Phải để mất bóng nguy hiểm, cơ hội cho EHB, chuyền ngang Hà Minh Tân. Đó không phải là cú sút. Và sau đó thì Sermuller dứt điểm ra ngoài. Tưởng như Hà Minh Tân sẽ dứt điểm nhưng không. Có lẽ huấn luyện viên Tú Khỉ cũng đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Pha để mất bóng của Bảo Messi. Hoàng Treo đã chơi rất đồng đội mà được chuyền ngang không thể hợp lý hơn. Tại sao nhỉ? Hà Minh Tân không hề có chủ đích dứt điểm. Anh hoàn toàn có thể di chuyển và thực hiện một cú đá bằng chân phải. Nhưng ngay từ đầu khi thấy đường căng ngang là Hà Minh Tân đã chủ trương nhả trái bóng lại rồi. Có phần thực dụng hơn một chút. Quả người hay, Giang Nguyên Công. Quyết định dứt điểm ngay của Công Chiều Khúc. Hà Minh Tân phải đột phá, qua rồi, cơ hội, chuyền vào. Vẫn đang là khung thành trống. Chưa được. Người chạm bóng cuối cùng không phải là Sermuller mà là Giang Nguyên Công. Pha lướt đi quá mềm của Tân Cò. Tiếc là ở trong góc hẹp thì anh cũng không thể qua được Hưng ECD. Cú sút thẳng của Giang Nguyên Công rất nguy hiểm. Bóng sượt qua đầu của Hữu Hoàng. Quả đá góc cho TIG. Phong độ của Giang Nguyên Công từ đầu mùa là rất tốt. Cú đá phạt thực sự chất lượng. Sermuller đá biên. Rất nguy hiểm. Tình huống lộn xộn. Hưng ECD vừa phải cứu thua bằng chân. Có những cơ hội đáng kể cho SHB nhưng thủ thành Hưng ECD vẫn xuất sắc. Để mất bóng nguy hiểm, cơ hội phản công cho SHB. Ở trong là Hoàng Treo bấm bóng. Hoàng Treo đánh đâu? Không được. Hưng ECD đã lao ra rất nhanh. EHB vẫn nhỉnh hơn một chút về chất lượng cơ hội. Một đường truyền với cảm giác cực tốt của Hà Minh Tân. Cú đánh đầu của Hoàng Treo đã không qua được thủ thành Hưng ECD. Giờ đang có 4 điểm. Và EHB đang có 5 điểm. Phá qua người của Trung Nghệ. Căng vào cột 2. Chưa được, sút tiếp. Không được. Vẫn còn quá lành để qua được Hưng ECD. Sermuller. Cú sút bóng. Thêm một pha cứu thua tốt của thủ môn bên phía TIG. Hưng ECD vẫn cho thấy đẳng cấp của mình. Một trong những người gác đền khó bị đánh bại của làng Phủi hiện tại. Vuốt bóng đi liệng khó chịu của Sermuller. Hay quá, qua người, vẫn không vào. Cái chống nách trong sự thẫn thờ của Hà Minh Tân. SHB đang chơi thực sự tốt. Đường truyền đường rau gắp thịt của Hoàng Treo, Hà Minh Tân cũng đã loại bỏ hậu vệ đối phương bằng một tình huống khống chế vô cùng tinh tế. Nhưng TIG vẫn còn đó, Hưng ECD. Căng sệt. Chưa qua được hàng thủ của SHB. Đây có thể là cơ hội. Không vào. Cơ hội tốt nhất của TG từ đầu trận. Tình huống đánh đầu lái bóng đi khá hiểm của Long Tô Z. Rất nguy hiểm. Không vào. Chúng ta thấy rõ sự tiếc nuối của huấn luyện viên Tú Khỉ và cao thủ EHB. Một phen thót tim cho TG.
quả đá phạt góc cực kỳ khó chịu của Sơn Müller, bóng gần như đi song song với vạch sân. Một sút bóng vẫn chưa được, cú đá là của Tuấn Đông Tâm. Dương Híp và Huynh Báo Đen cũng đã vào sân bên phía EHB, họ quyết tâm tìm kiếm bàn thắng ở thời gian còn lại. Cơ hội chăng? Lại là pha di chuyển lèn xuống sau lưng hàng thủ đối phương của Hoàng Treo. Góc hẹp thì anh cũng chưa thể qua được Hưng Esele. Bóng chạm tay của Mao nhưng cầu thủ bên Tuấn Đồng Tâm và di chuyển lấy khoảng trống của Hoàng Treo, vẫn là Hoàng Treo. Lại chưa thắng được Hưng Esele. Không có gì phải bàn cãi cả, Hưng Esele đang là cầu thủ hay nhất trận. Mọi nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của EHB đều đang bị anh thử thách và làm nản lòng. Và qua người cực hay của Hoàng Treo. Sau đó là một tình huống dứt điểm rất căng nhưng Hưng Esele. Làm gì đây? Tuấn Đông Tâm vẫn không vào. Vẫn không thắng được Hưng Esele. Hưng Esele quá hay. Một màn trình diễn siêu hạng của thủ môn TIG trận này. Ngày hôm nay thì chỉ có đúng một chướng ngại vật duy nhất mà EHB không thể vượt qua. Trời đang đổ mưa nhỏ trong những phút cuối trận. Đánh đầu vào trong, vẫn chưa được, đây là thời cơ. Huỳnh Bảo Đen, không vào. Lại một cơ hội nữa trôi qua trước mũi giày của các chân sút EHB. Có rất nhiều thời gian để Huỳnh Bảo Đen sử dụng trước bóng. Đưa vào cột gần, vẫn không được. Liên tiếp là những cơ hội, nhưng bảng tỷ số vẫn không có chút suy chuyển nào. Và bằng cắt của Hoàng Treo. Và để mất bóng, sút ngay, vào không? Vào! Đó là sự nghiệt ngã. Đó là sự điên rồ của bóng đá. Bạn không tận dụng được cơ hội của mình. Và đây là cái giá quá đắt cho EHB. Giang Nguyên Công một lần nữa là người hùng của TIG. Không thể tin nổi, sự điên rồ đã đến. Đường chuyền hỏng của Sơn Müller, người mang băng thủ quân, chỗ dựa tin cậy nhất của EHB lại mắc sai lầm trong một thời điểm mà có lẽ họ không còn cơ hội để sửa chữa nữa. Và Giang Nguyên Công, EHB hết sức khẩn trương, không có thời gian nữa. Được chuyền dài, Tuấn Đông Tâm, Tuấn Đông Tâm không thể dứt điểm. Pha can thiệp của Mã Văn Nhiệm. Và khống chế rất tốt của Tuấn Đông Tâm. Nhưng chứng đó là chưa đủ. Một mình và hết giờ, chiến thắng đã thuộc về TIG. Đây chắc chắn là một trong những cái kết bom tấn và điên rồ nhất của HPL vòng này. EHB có quá nhiều cơ hội nhưng họ phung phí, họ bất lực trước Hưng Esele. Để rồi trong những giây cuối cùng của thời gian bù giờ,